biện chấp. Dù nàng đã hạ mình thụ lệ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội để tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga để được một lần gặp mặt. Vì sao con đường giữa ngàn vạn dặm mà chỉ để tìm gặp một Quỳnh Nga? À, chắc là công nương đang nhân du hành nên mới ghé qua. Không ta một mình vượt đường xa là chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh Nga. Mang túi hồn của hức ức của một vị công chúa cầm cung, nên ta mới liều dương quê chung. Tâm sự nặng nề hoàng lên ngựa Long Châu, sao từ kinh thành à tráng lệ công nương ghé đây. Quỳnh Nga làm gì đắc tội với công nương mà vẻ quan thật là mẹo dung nhàn. Dạ, nếu công nương đã hỏi thì tiên nữ cũng xin thưa, tiên nữ với Trần Minh đã nặng trận tình yêu con đã trở thành người chiến bài. Yên giáp xa xơ gươm rơi dấu gài, người ngựa bơ vơ khi chiến trận vẫn chưa tàn. Nước mắt công nương rơi dài theo đường dập dồn cho câu thiên ly, ta tưởng tim mình nát dùng máu tươi bụi đường xa. Nếu được đổi thay địa vị của Quỳnh Nga, ta chấp nhận ngay mà không hề hối hận. Phụ dương đã ban cho con nhiều ân sủng, sao chẳng ban được cho con gì vàng son gấm lụa châu báu ngọc ngà, có khó khăn gì để công chúa tìm lấy một tình yêu? Ngươi nói gì, sao chẳng nhận bạc vàng mà đổi tình yêu lại cho ta? Thôi, kẻ thắng trận đừng mang lời thương hại cho một người vừa lâm trận thỏa đừng buồn chi nữa. Hỡi công nương, tình yêu vốn có nhiều điều lạ lùng kỳ tuyệt, không thể mua bằng trân châu hay ngọc bích, cũng không hề chuộc được bởi kim ngân. Xin hãy về điện ngọc cung xuân ôm ấp tình yêu ru cho ngọt chứ. Người
được yêu chưa hẳn là hạnh phúc, kẻ đang yêu chưa hẳn là